Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thống kê của Cục Quản lý Đề điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, mưa dông, lốc và mưa đá tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa, trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 đã khiến hai người mất tích hơn 5.300 ngôi nhà hư hỏng. Theo đó, hai người mất tích tại Lai Châu, cụ thể vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 4, tại xã Nầm Mạ, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu, xảy ra mưa lớn kèm gió lốc xoáy đã làm lật thuyền do anh Phàng A Công, sinh năm 1994, trú tại bản Dền Thàng, xã Nầm Cha điều khiển, trên thuyền chở theo bốn người. Khi bị nạn, thuyền đang trên đường di chuyển từ lối rẽ sông Đà về bến Dền Thàng, xã Nầm Cha, thuộc vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, lốc xoáy mạnh làm lật thuyền, năm người rơi xuống sông. Anh Phạm A Công đã cứu được hai người, hai người còn lại rơi xuống sông mất tích. Ngoài ra, dòng lốc khiến 5.348 ngôi nhà đổ sập tốc mái. Tại Sơn La, 14 ngôi nhà, Lai Châu 140, Lào Cai 113, Hà Giang 1732, Tuyên Quang 182, Cao Bằng 2412, Bắc Cạn 576, Thanh Hóa là 179. Về nông nghiệp, 2.961 ha lúa hoa màu cây trồng lâu năm bị thiệt hại, Sơn La 124 ha, Lào Cai 43 ha, Hà Giang 1.540,5 ha, Tuyên Quang 296 ha, Cao Bằng 792 ha, Bắc Cạn 165,5 ha, 299,59 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Hà Giang 293,45 ha, Tuyên Quang 6 ha, Cao Bằng 0,14 ha, 26 trường học, điểm trường tốc mái hư hỏng. Lai Châu 2, Hà Giang 17, Cao Bằng 4, Bắc Cạn 1, Thanh Hóa 2. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm người mất tích, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định đời sống. Ngoài ra, gió giật mạnh còn ảnh hưởng tới một số công trình hạ tầng như nhà văn hóa, trụ sở ủy ban nhân dân xã, xưởng sản xuất tinh dầu quế tại hai huyện Bảo Yên và Bắc Hà ước tổng thiệt hại của đợt mưa dông vào gần 3 tỷ đồng. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của đợt mưa dông là do miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh yếu vào giữa tháng 4.